Xin chào bạn con. Chúng ta lại cùng nhau đến với cái bài tập 2.4 trang 33 sách giáo khoa toán 6 kết nối tri thức, phần liên quan tới ước bội và chia hết. Đề bài yêu cầu là không thực hiện phép tính mà xem cái tổng nào nó chia hết cho năm. Không bắt không tính nhưng mà lại hỏi là tổng nào chia hết. Thế thì rõ ràng là cái kiến thức lý thuyết ở đây mà bọn con cần nhớ để làm được bài tập đó chính là gì? Tính chất chia hết của tổng hiệu. Nha, thầy ghi rõ cái từ vào đây, tính chất chia hết của một tổng hay là một hiệu. Nội dung là gì? Nếu như A chia hết cho M, B cũng chia hết cho M, thì suy ra A cộng B sẽ chia hết cho M. Và hiệu cũng thế, hai số mà cùng chia hết cho M thì tổng hiệu sẽ chia hết cho M. Mở rộng lên 3 số cũng được, mà 4 số cũng được. Thế còn ngược lại là gì? Nếu như A chia hết cho M, B chia hết cho M, nhưng mà C nó lại không chia hết cho M, thì chúng ta sẽ suy ra là A cộng B cộng C sẽ không chia hết cho M. Trong một tổng có các số hạng chia hết mà chỉ một số không chia hết thì cái tổng hiệu đó sẽ không chia hết cho M. Hiệu cũng được nhá, tùy chúng ta, tùy bài mà nó dấu cộng hay dấu trừ. Ở đây là mình đang xét phần số tự nhiên nhá. A, B, M là mình xét số tự nhiên đấy, không cần phải ghi vào đây đâu. Đây này, đề bài của mình cũng là số tự nhiên đây này, chứ chúng ta đừng bắt bẻ thầy này sang số thập phân mà thầy lại nói chia hết là nói linh tinh nhá. Được chưa? Bây giờ mình vào bài. Người ta muốn là gì? Chia hết cho 5. Cái chia hết cho 5 này thì bọn con học từ hồi tiểu học rồi. Một số mà chia hết cho 5 thì dấu hiệu của nó là gì? Chữ số tận cùng sẽ là 0 hoặc 5, chữ số hàng đơn vị ấy. Thế ở đây thì 15 nó có chia hết cho 5, 1975 thì có chia hết, nhưng mà cái thằng 19 này này, 2019 này này là không chia cho 5. Thế thì cả cái tổng này sẽ không chia cho 5. Đây, lý thuyết. Rồi, vào bài trình bày là vì 15 thì có chia hết cho 5 và 1975 thì cũng có chia hết cho 5. Mở ngoặc, dấu hiệu chia hết cho 5. Mình cũng đâu có tính đâu, mình chỉ là mình làm theo dấu hiệu thôi mà, mình không thực hiện phép tính. Vì cái này chia hết và cái này chia hết mà 2019 thì lại không chia hết cho 5, nên cả cái tổng là 15 cộng 1975 cộng 2019 sẽ là không chia hết cho 5. Đó, một con trình bày như vậy. Còn câu B thì sao? Câu B thì là vì 20 thì có chia hết cho 5, 90 cũng chia hết cho 5, 2025 cũng chia hết cho 5, và cuối cùng là 2050 cũng chia hết cho 5. Nên cái tổng là 20 cộng 90 cộng 2025 cộng 2050 là đóng ngoặc có chia hết cho 5. Đó, làm bài như vậy. Bài nó dễ thôi nhưng mà bọn con cứ tích lũy dần dần, học mỗi lúc một chút, mỗi lúc một chút, rồi bọn con sẽ khá lên rất là nhiều.